Nguyên Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn là một bộ sản phẩm thưa quý vị, đó là một cặp loa JBL đến từ nước Mỹ, mang model 4312 Contoy Monitor thưa quý vị, và kết hợp với nó là hôm nay một chiếc âm ly Marzang Lesaver cổ mang model 4430 thưa quý vị. Thì Nguyên Audio test bộ sản phẩm này thì chiếc âm ly Marzang Lesaver cổ model 4430 này thì đã có khách đặt hàng Nguyên Audio rồi, và theo yêu cầu của anh thì hôm nay Nguyên Audio sẽ test chiếc âm ly này với kết hợp với chiếc với đôi loa JBL mang model 4312 Contour Monitor, dòng loa kiểm âm của hãng với chất âm cực kỳ hay. Thưa quý vị, dòng loa này thì được rất nhiều anh em chơi audio đón nhận những dòng loa này, và được anh em đánh giá chất âm rất là cao, bass đánh rất là sâu và mềm, chung chép thì rất là sáng, tách bạch và chi tiết thưa quý vị. Như quý vị đã biết, tất cả các dòng loa thì bao giờ hãng cũng để dành lại một model để làm kiểm âm. Kiểm âm là kiểm tra cái chất âm của mỗi sản phẩm ra, mỗi model ra trước khi ra thị trường thưa quý vị. Trước khi ra thị trường thì người ta phải kiểm âm cái chất âm của đôi loa đó và những cái sản phẩm hay những cái model mà hãng sản xuất ra thưa quý vị. Và những cái đôi loa nào mà monitor kiểm âm thì bao giờ nó cũng mang chất âm thì cũng rất là hay, và cũng được anh em đón nhận rất là cao thưa quý vị. Nguyên Audio xin giới thiệu sơ qua về đôi loa JBL 4312 Contour Monitor này thưa quý vị. Quý vị thấy nó sở hữu 3 đường tiếng trên một thân thùng, 3 đường tiếng, 3 loa. Nó sở hữu một bát 30 màng giấy gân lụa xếp tẩm dầu thưa quý vị. Và nó sử dụng một loa chung và một chiếc loa chép giấy cao cấp của hãng JBL. Mỗi thùng của nó thì có hai vi tinh chỉnh nằm ở đằng trước để cho chúng ta chỉnh tiếng chung và tiếng chép. Và nó cũng có một lỗ thông hơi lớn nằm ở giữa bên trên loa chép và loa chung thưa quý vị. Và đôi loa này thì được hãng thiết kế là thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ rất là sang trọng. Màu vàng thì cũng bao giờ cũng mang lại may mắn cho gia đình nhà chúng ta với một cấu hình sang trọng của đôi loa này. Và đôi loa này thì Nguyên Audio xin bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Hàng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc thưa quý vị. Tất cả các sản phẩm về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ thì được chọn lựa rất là kỹ. Bao giờ cũng bao zin cho quý vị nguyên bản 100% và chất lượng là phải bao zin 100% và hàng phải tuyển chọn đẹp xuất sắc thưa quý vị. Và đôi loa này thì Nguyên Audio đang bán với giá 24 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Đôi loa này thì đặc trị các dòng nhạc bolero trữ tình thưa quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thẩm âm chất âm của đôi loa JBL 4312 Contoy Monitor, dòng loa kiểm âm của hãng, kết hợp với chiếc âm ly Marzang 4430 có công suất 420W trên một thân thùng, đánh 4 cặp loa thưa quý vị ABCD. Sỏi đá đêm đêm chậm chờn trong giấc ngủ.
xin bằng